ta đi vượt qua đau thương. Ơ Chúa cùng ta sánh bước, lo chi Ngài đang dẫn lối ta đi về cố hương. Thiên Chúa phán: Ta đã nghe tiếng dân kêu cầu. Đây là đoàn chuyên Chúa muốn trao cho dòng Chúa cứu thế chăm lo. Kìa trên thiên quốc, cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chúng cùng chia sẻ kiếp người. Đường lên núi dốc cao cắn về chiều nào, lê bước đi nghiêng ngã trên con đường gai. Này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau, lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Ở giữa Sài Gòn tuy rất nhiều nhà thờ nhưng số dân nhập cư mỗi ngày một đông, nhất là số những bệnh nhân từ các tỉnh đổ về Sài Gòn để chữa trị. Bơ vơ không biết tìm cha sức dầu ở đâu, họ tìm đến với dòng Chúa Cứu Thế. Bất kể nắng mưa, sáng chiều tối, cha Gioan Bautista Nguyễn Bình Định nói về kinh nghiệm và cảm nghiệm về sức dầu bệnh nhân. Về công việc mục vụ sức dầu bệnh nhân ở tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, trong tuần được chia cho các cha trực. Riêng cá nhân tôi qua trung gian các sơ cũng như bà giáo dân đạo đức, khi họ đến các bệnh viện thì họ thấy những bệnh nhân cần sức dầu thì họ mời tôi. Thì qua cái mục vụ sức dầu thì tôi thấy phần lớn giáo dân họ tin vào ơn Chúa, vào sự chữa lành của Chúa trong những cơn bệnh tật cũng như trước khi chuẩn bị mổ xẻ. Nhưng có nhiều người họ cũng không biết ý nghĩa của việc sức dầu. Họ nghĩ thấy người ta sức dầu thì họ cũng mời cha đến để sức dầu cho họ. Rồi phần nhỏ thì họ lại sợ sức dầu là chết, cho nên họ cũng ngại sức dầu và họ chỉ xin xưng tội mà thôi. Đến với bệnh nhân sức dầu cho họ thì tôi muốn là làm sao thì để cho các giáo dân hiểu được về giáo lý ý nghĩa của việc sức dầu bệnh nhân. Làm sao để bệnh nhân kể cả già yếu mà khi mời các linh mục tới sức dầu, họ cảm nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa qua bí tích sức dầu thật sự. Kìa trong Chúa, mắt môi như đang gọi ta, yêu trách ta sao nữa vô tâm thờ ơ. Vòng gai đinh sắt, anh chị em lương dân không hiểu tại sao người Công giáo phải đi xưng tội, nhưng người Công giáo thì biết mình là thân phận tội lỗi, nhờ được Thiên Chúa thứ tha mà trở nên hữu ích cho gia đình và xã hội. Con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Tuy đã già và bệnh tật, nhưng cha Leo Lê Trung Nghĩa vẫn thi hành sứ mạng hòa giải cho các tín hữu. Cha nói: Tôi có được hạnh phúc là tham gia nhiều cuộc giảng đại phúc ở tại Việt Nam. Khi đi tham dự những việc những cuộc đại phúc thì tôi là em nhỏ có cái vào ngôi tòa gì thế, cho nên là thành cái thói quen giải tội cho người, bao nhiêu người có tội tới xin tội với mình
thành thử ra cũng nhờ Chúa thương mà cho được có cái thói quen là giải tội cho những người đến với lại mình, những người họ biết họ đến với tôi và tôi sẵn sàng để mà làm phép giải tội cho họ. Cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng đức tin thay cho trẻ thơ. Ngày mai, những trẻ thơ này sẽ nên thợ gặt trong cánh đồng của Chúa. Sao Chúa yêu con làm chi? Cha Hiên giải thích về ý nghĩa của việc rửa tội cho trẻ em. Là người tin hữu của Chúa, các bậc làm cha làm mẹ ý thức được rằng mình đã được Chúa chọn để cộng tác với Chúa trong việc sinh con ra cho Chúa. Các bậc làm cha làm mẹ đã phải lo lắng, đã phải chuẩn bị trước ngày để mong chờ sinh đứa con mình ra. Và khi sinh được con rồi vui mừng biết bao nhiêu. Để các em được thuộc chọn về Chúa, thuộc là con cái Chúa, chứ phải cho các em lo lắng cho các em để lãnh nhận bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội. Đó là bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ. Chúng ta trong đức tin chúng ta phải ý thức điều đó. Trong vòng thời gian một tháng là chúng ta phải đến để xin cho em được là lãnh nhận bí tích rửa tội. Ở đây Chủ nhật cuối tháng chúng ta thường có tổ chức cho các em được lãnh nhận bí tích đó. Một khi lãnh nhận bí tích rồi, chúng ta phải là bậc làm cha làm mẹ cũng phải chuẩn bị cho mình hiểu rõ bí tích đó là như thế nào. Không quan tâm đến những chuyện bên ngoài mà phải hiểu tận thâm sâu ý nghĩa của bí tích đó để chúng ta cầu nguyện và để cho chúng ta lãnh trách nhiệm để lo lắng cho các em. Như lời Chúa dạy, chúng ta phải, các em đã được lãnh nhận nhờ lòng tin của cha mẹ, lãnh nhận bí tích rửa tội để thuộc chọn về Chúa, được trở thành con cái Chúa. Bậc làm cha làm mẹ phải tiếp tục làm cho bí tích ấy được nảy nở, được phát triển, giống như thân nuôi dưỡng các con cho nó lớn lên về mặt phần xác thế nào, thì chúng ta cũng có bổn phận phải nuôi dưỡng đức tin của các con, của chúng cái chúng ta được lớn lên như vậy cho tới khi trưởng thành. Đó là bổn phận của là bậc làm cha làm mẹ, chứ phải luôn luôn xác tín điều đó và cố gắng nỗ lực không ngừng để chu toàn nhiệm vụ cao cả mà Chúa trao phó cho các bậc làm cha làm mẹ. Nhìn dòng người, đố biết ai là Công giáo, ai không? Việt Nam có gần 90 triệu dân, nhưng chỉ mới có 7 triệu người Công giáo. Do đó, đôi khi người Công giáo muốn kết hôn với một người cùng đạo không phải dễ. Nhiều người đã chủ động giới thiệu Chúa cho người mình yêu, rồi mời họ học đạo. Con làm chi? Kìa trên thiên quốc, cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu. Mà đến đây, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, một trong những người đầu tiên tham gia tổ chức và giảng dạy lớp giáo lý dự tầm cho người lớn, cho biết ý nghĩa của các bí tích khai tâm Kitô giáo. Người dự tòng là người sẽ theo đạo Công giáo, được tiếp đón tại cửa nhà thờ như là ngưỡng cửa của giáo hội. Vị linh mục sẽ đại diện cho hội thánh, tiến dẫn người dự tòng vào giữa lòng nhà thờ như là tiến dẫn vào giữa lòng của hội thánh, và người dự tòng ấy sẽ được lãnh nhận bí tích thanh tẩy ngay trong lòng của hội thánh. Với phép rửa, người dự tòng chết đi cho con người cũ của mình và trở thành con người mới trong Chúa Kitô, sống một sự sống mới. Bí tích rửa tội được thực hiện ở trong lòng nhà thờ, nghĩa là trong lòng của hội thánh, muốn nói lên rằng người Kitô hữu được sinh ra trong lòng hội thánh, và rồi con người ấy được nuôi dưỡng không phải bằng của ăn chóng qua của thế gian này, nhưng bằng chính của ăn là mình và máu Chúa Kitô, là của ăn không bao giờ hư hoại, là của ăn mang lại sự sống trường sinh. Đó là bí tích mình máu Thánh Chúa, bí tích có tác động nuôi dưỡng người tín hữu ngày một lớn lên trong đức tin, và người tín hữu sẽ đón nhận Thánh Thần như là một dấu ấn của sự trưởng thành và được sai đi để thực hiện cái sứ mạng của hội thánh là loan báo tin mừng cho muôn dân. Đó là bí tích thêm sức, bí tích thanh tẩy, bí tích mình máu Thánh Chúa và bí tích thêm sức là ba bí tích dành cho một người gia nhập vào giáo hội Kitô giáo
và lớn lên trong đức tin, trưởng thành trong đức tin. Giáo hội Công giáo gọi đó là ba bí tích khai tâm. Lê bước đi nghiêng ngã trên con đường gai. Này sao hỡi Chúa mang lấy bao nhiêu là đớn đau. Lòng xót xa nghẹn ngào không thốt nên lời. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu. Đời sống đức tin là một sức mạnh nâng đỡ đời sống, giúp vượt qua đau thương, giúp tạo ra những sáng kiến. Và nhờ sự sắp xếp mà Chúa dành cho em, ngay cả cái việc mà em có duyên và biết đạo và tìm đến trong tình yêu thương của Chúa, em cảm thấy là nhờ có đức tin mà em vượt qua cái nỗi đau khổ và tìm đến được hạnh phúc trong cái tình yêu. Trong cái thời gian qua, đức tin đã nâng đỡ em rất nhiều trong cuộc sống. Với em, tất cả cái điều đã xảy ra rất là quá sức. Em cảm thấy hạnh phúc khi mà có Chúa, em vượt qua những đau khổ và cảm thấy là mình biết sống yêu thương. Vì sao Ngài hy sinh chết, chết treo khổ đau, thập giá ngất cao chiều nào. Những người trẻ tươi vui, suy tư, cầu nguyện và quyết định đến với nhau trong đời sống hôn nhân, họ là hoa quả đức tin của giáo hội và gia đình. Mỗi ngày Chủ nhật, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có nhiều đôi tân hôn được cử hành bí tích, có những đôi gặp khó khăn và không tiện cử hành tại địa phương. Các cha xứ thường giới thiệu về đây, xin các cha dòng Chúa Cứu Thế giúp giải quyết. Hằng năm có đến hơn 200 đôi nên vợ nên chồng, suốt 50 năm qua con số này rất lớn. Yêu trách ta sao nỡ vô tâm thờ ơ. Vòng gai đinh sắt chưa đủ khơi lên lòng cảm thương sao. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với mọi người mọi nơi, từ góc hẻm nghèo đến phố xá thênh thang, từ người nghèo cơ hàn đến những người dư ăn dư để, mọi người đều có Chúa. Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Các bạn đi đâu đây? Chúng tôi đi gặp Chúa trong con người. Họ đang sống điều Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Để ơn cứu độ của Chúa Kitô chứa chan nơi mọi người. Giêsu Giêsu, con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giêsu Giêsu, tình Chúa xiết bao diệu kỳ. Giêsu Giêsu.